Người bệnh nhân mới qua đời là chị Nguyễn Thị Nhật, một y tá, là vợ của giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương Vưu Hữu Chánh. Chị Nhật mới sinh đứa con thứ ba chưa đầy một tháng. Đám tang chị được diễn ra chóng vánh, khẩn trương. Tất cả bạn bè, đồng nghiệp, người thân đều không tránh khỏi bất ngờ, xót xa bởi sự ra đi đột ngột của chị. Nghe nói là chị đẻ xong chị ăn ốc xong rồi bị tháo ra rồi chết đấy. Mới tuần trước tôi mới đến thăm cô ấy đẻ, thấy cô ấy vẫn khỏe lắm. Ừ, cô ấy mấy hôm nọ tôi cũng đến thăm cô ấy, tôi thấy cô vẫn mạnh khỏe. Kỳ lạ thật đấy. Vân Hoàng vân. Tôi chưa thấy một cái chết nào kỳ lạ như cái chết này. Cái chết của chị Nhật khiến Thiếu tướng Nguyễn Quang Phòng, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Nhân dân, khi đó phụ trách phòng bảo vệ y tế thuộc Cục Bảo vệ Cơ quan Văn hóa Bộ Công an, dấy lên nhiều nghi vấn. Ông đã trao đổi nhanh với đồng đội về những suy nghĩ của mình. Và để trả lời cho những nghi vấn này, không cách nào khác, cần phải đi tìm hiểu ngọn nguồn của sự việc. Câu hỏi đầu tiên phải trả lời, chị Nhật là ai? Chị Nhật là một y tá của Bệnh viện Nhi Trung ương. Chị vốn là con của một gia đình khá già, được cưng chiều từ nhỏ. Chị lấy Vưu Hữu Chánh là giám đốc bệnh viện này. Cho tới thời điểm qua đời, chị mới sinh con thứ ba được 20 ngày tuổi. Trước đây, mọi người vẫn thầm ngưỡng mộ cuộc sống của chị, có chồng tài giỏi, kinh tế vững chắc. Khi mang bầu đứa con thứ ba được 5 tháng, chị nghỉ hẳn công việc y tá để ở nhà dưỡng thai, chờ ngày sinh nở. Trong số rất nhiều những thông tin về cuộc sống hoàn hảo của Nhật, vẫn có loáng thoáng có người cho rằng vợ chồng họ cơm không lành, canh chẳng ngọt. Rằng Chánh quá bận bịu với các quan hệ xã hội, không dành thời gian cho vợ. Rằng họ cũng thường xuyên có mâu thuẫn với nhau. Tất cả những thông tin này đều được các cán bộ phòng bảo vệ y tế lưu tâm. Tại sao một người mẹ mới sinh đang trong chế độ chăm sóc đặc biệt lại có thể chết vì một lý do không bình thường là do ăn ốc? Những người thân quanh chị Nhật liệu có ai có biểu hiện bất minh hay không? Đồng chí Nguyễn Quang Phòng quay trở lại những nghi vấn đầu tiên để đi tìm câu trả lời. Và một thông tin vô cùng bất ngờ đã được tiết lộ. Có những
anh em bác sĩ cái ấy này kia nó ngồi nó nhận định, nó lại làm về cái môn về 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 về, về nhiễm trùng rồi thì truyền nhiễm thì nó mới nói như thế này này. Cái này cũng rất là lạ đó, là vi trùng coli hoặc là vi trùng salmonella hay là cả vi trùng virgin của tả đi nữa thì cũng không thể nào mà chết nhanh chóng có mấy ngày thì mà chết được. Thế thì tôi mới bảo thế thì là theo nguyên tắc của chúng tôi với lại bên chỗ đấy là thế thì bây giờ mỗi một người chết ở bệnh viện thì đều phải là làm autopsy, tức là giải phẫu bệnh lý, xem người chết về cái gì, lý do chết về cái gì. Thế thì lúc đầu tôi mới bảo hỏi đến ấy thì không có cái autopsy. Thì lúc giờ tôi ấy vào chúng tôi bảo thế là tại sao lại như thế, chúng tôi mới đến hỏi view tránh nó mới đến nó nói ông bảo thôi anh ạ, nhà tôi vợ tôi đã mất như thế đã là cái đau đớn lắm rồi, thế mà bây giờ như thế này các anh xin các anh đừng mổ xẻ nữa, đừng có mổ xẻ nữa để cho nhà tôi được là được thân nó yên lành. Liệu có điều gì mờ ám đằng sau một quyết định đi ngược lại với quy định của tất cả các bệnh viện đối với các trường hợp bệnh nhân tử vong tại viện như chị Nhật hay không? Trong khi đó, Vưu Hữu Chánh vẫn tỏ ra vô cùng đau đớn trước cái chết của vợ. Hầu như ngày nào y cũng mang hoa xuống thắp hương cho mộ Nhật. Mối nghi ngờ càng thêm thúc giục Nguyễn Quang Phòng cùng đồng đội phải tìm ra lời giải đáp. Tại sao Vưu Hữu Chánh lại kiên quyết xin được miễn làm autopsy đối với vợ, trong khi anh ta là một bác sĩ tài năng, hiểu sâu sắc về ý nghĩa của công tác giải phẫu tử thi để tìm ra chính xác nguyên nhân cái chết. Do đó cho nên là đến đấy tôi bảo thế này thì gai go rồi. Bây giờ như thế này chả biết được chị chết về cái gì cả. Nguyên nhân chết là không rõ. Thì như thế thì thôi bây giờ các anh ấy làm công tác trinh sát của chúng ta thì phải bây giờ đi theo đi ấy để mà nắm tình hình xem các ấy thế nào mà rồi thì điều tra cái việc này xem như thế này nó cũng là một cái vấn đề nghi vấn mà trong cái đấy, công an mình ấy là phải làm cho nó rõ. Thế thì đây là cái thế thì sau đấy thì chúng tôi tung cái trinh sát đi các nơi để mà xem là có những hiện tượng gì có ở đâu, có tin tức gì về liên quan gì đến cái vụ Chánh này không. Các mối quan hệ của Chánh được đưa vào tầm kiểm soát, đặc biệt là tại các bệnh viện. Chào em, anh thuộc quả nhiên tại Đại học Y Dược Trung ương, thông tin đầu tiên về Chánh được cung cấp. Một dược sĩ tên Hồng công tác tại đây cho biết, vừa rồi Vưu Hữu Chánh có đến đây xin 3 gram arsenic, tức là thạch tín. Cách đây 10 ngày thì là bác Chánh, giám đốc của Viện Nhi, có đến là lấy 3 gram thạch tín về điều chế thuốc để điều trị cho bệnh nhân. Đồng chí Văn Công Thượng đề nghị được xem giấy ký nhận bàn giao số thạch tín kia. Điều trùng khớp là ngày Chánh đến xin thạch tín chỉ cách ngày vợ y chết đúng 7 ngày. Những thông tin này đề nghị chị giữ kín để phục vụ cho công tác điều tra. Có thể nói thạch tín là nhiều năm trước đây thì con người cũng sử dụng để làm thuốc trong một số trường hợp, ví dụ trước một số nhiễm trùng và bệnh ung thư nhân. Tuy nhiên sau này thì rất là hạn chế, người ta không có xuống là phải thay đổi bằng các cái chất khác, các thuốc khác để chữa, nó an toàn hơn rất nhiều. Những trường hợp mà ngộ độc cấp tính thường là sử dụng nguy liều rất là lớn vì có mục đích khác nhau, phổ biến là tự tử hoặc những lý do phức tạp khác. Cái chất thạch tín vào người nó gây tổn thương rất nhiều, hủy hoại rất nhiều cơ quan khác nhau, đầu tiên là đường tiêu hóa đấy, và các cơ quan khác, tim mạch, thần kinh, gan, thận, và
có thể tử vong sớm trong thậm chí ngày đầu tiên. Và nếu bệnh nhân còn sống được thì những ngày sau thì vẫn có thể có các tổn thương đó tiếp tục tiếp diễn và có thể có tổn thương phức tạp hơn, ví dụ như là tê yếu liệt về thần kinh. Tôi mới đặt vấn đề bảo thôi thế này thì như thế này, là cái chuyện này chúng ta đã thấy có những cái điểm nghi ngờ, chúng ta là tương đối là được rồi, có cơ sở để mà nghi ngờ. Thế thì bây giờ tất cả mọi chuyện đấy là gì, chúng ta phải đi tập trung vào cái vấn đề là đi điều tra để làm rõ cái việc này, nhưng mà phải làm sao hết sức bí mật, không đánh động. Một mạng lưới cơ sở từ khắp các địa điểm được coi là có quan hệ với Tránh được các cán bộ phòng bảo vệ ngành y xây dựng. Đó phần lớn là những quần chúng, đảng viên tốt muốn giúp đỡ công an trong việc tìm ra lẽ phải. Tuy nhiên công tác này được thực hiện vô cùng bí mật, tránh để những người trong cuộc biết. Trong tất cả các mũi trinh sát được tung ra, bất ngờ phát hiện Tránh có hàng loạt hành động đáng ngờ. Một chiều muộn, Tránh lấy xe rồi đến gặp rất nhiều bạn bè thân thiết. Sau những cuộc trò chuyện trong vành, tối hôm sau, tất cả những người bạn mà Tránh gặp đều tới nhà hắn tham gia vào một bữa tiệc. Tất cả mọi người đều dường như tham gia vào một câu chuyện rất hệ trọng. Công an ấy thì muốn làm được việc ấy thì phải có tai mắt. Tai mắt ấy là ai? Là nhân dân, là quần chúng, là cán bộ, nhân viên, những đồng chí đảng viên tốt sự như đây cả. Thế rồi người ta hết lòng với công an trong vấn đề bảo vệ an ninh tổ quốc, phải không? Đấy, như thế này. Cho nên là chúng tôi ấy, và làm cái chuyện đấy là bây giờ mình phát động ấy là đi về từng những người nào mà có thể và để giúp mình ở trong chuyện này thì mình ấy vào cho người ta cung cấp cho mình tin tức, người ta giám sát cái hoạt động đi lại những hành động của thằng Lưu Tránh ở đấy thôi. Chứ chúng tôi người công an mới sang ngồi ở đấy thì không được. Thì đấy vẫn là y tá ấy, bác sĩ ấy, nó ngồi ở bên cạnh nhưng Lưu Tránh ấy, nó... thì những chuyện đấy là gì, mọi cái di biến động gì của cử chỉ hành động gì, lời nói gì của Vũ Tránh là chúng tôi biết hết. Vậy là Vũ Hữu Tránh đã nghe ngóng được thông tin công an đang nghi ngờ số 3 gram thạch tín mà hắn xin từ Đại học Y Dược có liên quan đến cái chết của vợ hắn. Hôm nay mình không đi đây. Tính toán rất kỹ đường đi nước bước, bác sĩ Tránh cùng nhóm bạn đã đưa ra các phương án để làm sao hợp pháp hóa được 3 gram thạch tín đã xin được từ Đại học Y Hà Nội, và một kế hoạch hoàn hảo đã được đưa ra. Mọi di biến động của Tránh đều không qua mắt được cơ quan điều tra. Hắn bắt đầu thực hiện từng bước trong kế hoạch của mình. Tôi có việc này làm thân tan quá, cần thông báo ý kiến của cậu. Cậu giúp tôi nhé. Tránh đến rất nhiều bệnh viện khác nhau tìm gặp bạn bè, lãnh đạo làm việc tại những đơn vị này để hỏi xin Linker Fuller. Mỗi nơi Tránh chỉ xin từ 10 đến 30 cc Linker Fuller với lý do là mang về để tiến hành điều trị cho bệnh nhân.
ngày nghi với nhau nên không ai nghi ngờ gì. Nghi tránh hỏi đều đồng ý cho. Tuy nhiên muốn lấy được đều phải ghi vào sổ và có ghi nhận. Nhiều ngày sau đó, bác sĩ Tránh đến hỏi nhiều chỗ để xin liên cơ Fuller. Dù xin không đủ lượng liên cơ Fuller, nhưng bác sĩ Tránh cũng tập hợp được một số. Tuy vậy, để có được tới 1 phần 2 lít thì gần như là một việc không thể. Lúc này, công việc quan trọng nhất là phải làm sao hợp pháp hóa được số liên cơ Fuller bào chế từ 3 gram thạch tín đã xin. Thực hiện đúng kế hoạch đã bàn bạc trước đó, trong quá trình khám cho các bệnh nhân đến khám và điều trị tại Bệnh viện Nhi, bác sĩ Tránh khi kê đơn thuốc đều yêu cầu phải có liên cơ Fuller. Tất cả những thông tin thu thập được từ hành vi gấp gáp của Tránh đã phần nào tố cáo tội ác của y. 3 gram thạch tín mà hắn xin từ Đại học Y Dược khả năng rất cao đã được dùng để đầu độc vợ Tránh. Tuy nhiên, thông tin chỉ có sức mạnh khi phải tập hợp đầy đủ các chứng cứ buộc tội rõ ràng, nên công tác trinh sát tiếp tục được triển khai giáo diết và bí mật. Làm thế nào để xác định chính xác đằng sau dáng vẻ tạo mạo của người đàn ông thành đạt được coi là hiện tại của nước nhà lại là một kẻ sát nhân chính vợ của mình? Việc của ban chuyên án vẫn còn phải tiếp tục. Ngay lúc này, một cơ sở của ban chuyên án được xây dựng trong bệnh viện Nhi bảo vệ. Gần đây, Tránh liên tục kê liên cơ Fuller vào đơn thuốc cho các bệnh nhân. Rất có thể việc kê dung dịch này vào đơn thuốc để phục vụ cho mục đích thu hồi và hợp thức hóa liên cơ Fuller của cháu. Bệnh nhân nào đến với nó, qua nó thì nó đều cắt về ấy ra, nó khám cho cháu này, cháu kia ở Cao Bằng về, cháu kia ở Vĩnh Phúc về, cháu kia ở Phú Thọ về. Nói vào là nó đều ghi, cháu nào qua tay nó đều ghi là đều cho ly cơ phu lè hết. Nhá. Đều cho ly cơ phu lè. Nhưng mà nó đề phòng những chuyện này ấy thì nó mới nói với lại cái gia đình ấy, các bà mẹ ấy, vào đây nhá, lúc giờ là cái thời kỳ là phát thuốc không, chứ có tiền năm gì đâu, miễn phí cả mà. Thế thì nó gọi rằng chị tôi cho thuốc cho cháu đây, thì chị là xem là nếu mà ấy chị về chị đem lại thuốc đây, chị nhận thuốc ở kia chị đem lên cho tôi xem lại, xem cho nó cấp có đúng không, có đủ không, thế rồi tôi sẽ cho chị sẽ cầm về, chứ đừng có lĩnh thuốc đấy đi về nhà ăn. Số bệnh nhân mà Tránh kê liên cơ Fuller hầu hết đều ở các tỉnh rất xa như Lạng Sơn, Cao Bằng, Phú Thọ, Thái Bình, tuyệt đối không quen biết nhau bằng cách trở về mặt địa lý. Hẳn rằng lựa chọn này của y nhằm gây khó cho cơ quan điều tra trong quá trình truy tìm manh mối của 3 gram thạch tín. Nhiệm vụ của cơ quan điều tra lúc này là phải chứng minh được Tránh đã thu lại toàn bộ số dung dịch từ các đường thuốc. Tám giờ tối tại Bệnh viện Nhi Trung ương, thời điểm cuối năm 1961, đầu năm 1962, không gian tương đối tĩnh lặng. Lúc này, các y bác sĩ hầu hết đều đã về nhà nghỉ. Đây là thời điểm thích hợp để những trinh sát của ta dễ dàng tiếp xúc được với các bệnh nhân. Chào chị.
cháu, tình trạng cháu đi khám về thế nào? Cháu hiện vẫn đang còn sốt và rất mệt anh ạ. Vẫn sốt à? Vâng. Có cảm nhiệt độ không? Có ạ. Cái đơn thuốc mà bác sĩ đã kê khi mà chị cho con chị đi khám, thì chị có cho uống theo hướng dẫn không? Em hiện tại là chưa cho cháu thuốc ạ. Chị có cho con uống theo hướng dẫn của bác sĩ đi nhé. Vâng. Thuốc thì phải uống thì mới có thể giải quyết được vấn đề về bệnh tật nhé. Cháu nào ở qua tay nó đều ghi là đều cho ly cơ phu le hết, nhưng mà nó lại đề phòng những chuyện này ấy thì nó mới nói với lại cái gia đình ấy, các bà mẹ ấy, vào đây nhá, lúc giờ là cái thời kỳ là phát thuốc không chứ có tiền năm gì đâu, miễn phí cả mà. Thế thì nó gọi rằng chị tôi cho thuốc cho cháu đây, thì chị là xem là nếu mà ấy chị về chị đem lại thuốc đây, chị nhận thuốc ở kia chị đem lên cho tôi xem lại xem cho nó cấp có đúng không, có đủ không, thế rồi tôi sẽ chị sẽ cầm về chứ đừng có lĩnh thuốc đấy đi về nhà ngay. Thế thì nó mới ấy vào nó thu lại đến các ai mà ấy về nó cho con mình ấy là có cái ly cơ phu la này thì nó đều thu lại hết cái ly cơ phu le, còn các thuốc khác nó chọn mang về dặn theo đúng như thế. Cũng trong thời điểm ấy, một mũi trinh sát khác của ta đã được đồng chí Nguyễn Quang Phòng phân công đi khắp các tỉnh tìm đến địa chỉ nhà các bệnh nhân được Vương Hữu Tránh khám để thăm dò, thu thập thông tin về việc kê ly cơ phu le trong đơn thuốc của y. Người được giao nhiệm vụ ấy chính là đồng chí Văn Công Cường, một trong bốn trinh sát cùng tham gia vụ án này với đồng chí Nguyễn Quang Phòng. Xem lại thì ông ấy rút lại cái này, ông bảo thôi cái này giờ không cần nữa, chỉ cần cái này mang về để cho cháu thôi. Vương Hữu Tránh dù có mưu mô và hành sự cẩn trọng bao nhiêu cũng không biết được rằng được sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân và những cơ sở đáng tin cậy, các trinh sát của ta luôn theo sát mọi việc làm của hắn. Thậm chí, hắn đã khôn ngoan đến mức hầu hết các bệnh nhân hắn kê ly cơ phu le ở trong đơn thuốc đều ở những tỉnh rất xa, hòng gây cản trở khó khăn cho việc điều tra. Thế nhưng nhất cử nhất động và mọi tính toán của hắn đều đã nằm trong tầm ngắm của lực lượng công an. Mà trinh sát Văn Công Thượng thu thập được
kết hợp với thông tin từ mũi trinh sát ở bệnh viện về sự bất thường trong việc kê đơn Linkerfuller cho bệnh nhân, tội ác của Vũ Hữu Tránh đã dần lộ rõ. Thế nhưng, để khẳng định chắc chắn Tránh có đầu độc vợ mình bằng thạch tín không, thì lại không có bằng chứng xác thực. Bởi khi chị Nhân mất, bằng mối quan hệ riêng, Vũ Hữu Tránh đã xin bệnh viện không giải phẫu tử thi. Bây giờ, muốn chứng minh tội ác của Tránh, chỉ còn cách phải khai quật tử thi. Câu chuyện đến đây lại vấp phải những khó khăn không dễ dàng tháo gỡ. Nó về nguyên tắc, về luật pháp, về đầy khác. Bây giờ anh tự dưng mà đi đào mà quốc, đào mồ quốc mà người ta lên đấy là chết rồi. Cái chuyện đấy là luật pháp không cho phép. Không ai được đụng chạm đến mồ mả của người ta. Để người ta đang mồ yên mà đẹp thế này nhé. Thế mà ấy là như thế, anh dùng cái ấy gì để mà anh làm cái này thì phải có luật pháp. Rất may, đúng lúc ấy, cơ quan công an lại tiếp nhận một lá đơn của gia đình chị Nhật, do chị Nguyệt, em gái của chị Nhật, là một y tá ở bệnh viện mắt, thay mặt gia đình viết đơn gửi cơ quan điều tra. Trong lá đơn, chị Nguyệt viết rõ, gia đình chị cũng cảm thấy nguyên nhân cái chết của chị gái mình chưa được làm rõ. Trong khi đó, thái độ của người anh rể, tức Vư Hữu Tránh, lại có gì đó hơi bất thường. Do vậy, chị và gia đình mong muốn cơ quan công an vào cuộc để điều tra. Vậy là căn cứ về mặt pháp luật để yêu cầu khai quật tử thi nạn nhân đã có. Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao thời bấy giờ đã đồng ý ký lệnh để cơ quan công an khai quật mộ chị Nhật. Thế nhưng, lựa chọn thời điểm nào để thực hiện công việc này là một điều cũng rất khó. Bởi Vương Hữu Tránh là một người quá khôn ngoan, lọc lõi và có tính đề phòng cao. Sau khi vợ mất, Tránh thường xuyên đến viếng mộ nhằm thể hiện niềm thương xót. Nhưng thực tình đó là cách để Tránh che mắt cơ quan điều tra và những người xung quanh. Mà việc này yêu cầu phải làm rất bí mật, không thể để Tránh biết để khỏi rút dây động rừng. Xuống trực tiếp chỉ đạo ở dưới đó. Thế do đó cho nên tôi phải nói với chị Cần là chị làm sao ấy, là chị giữ chân nó xuống họp hội nghị ở dưới, chị giữ chân nó đúng 5 ngày rồi tôi. Đó chính là đội khai quật tử thi
tác kiểm nghiệm. Họ đang thực thi một nhiệm vụ quan trọng để tìm lại công bằng cho người lao động. Xong lấy một cái bệnh phẩm ấy là lấy con số đó 1400 mấy bao nhiêu đó là bệnh phẩm ấy để đưa sang đây để anh này xét nghiệm tìm. Ta yêu cầu là anh tìm ở trong cái bệnh phẩm này ra có arsenic ở trong đấy không. Đấy. Thế thì đấy là cái chuyện đấy là của bên bên đấy là hoàn toàn là bên chuyên môn đấy là toàn những cái kệ kệ đứa của bên quân y là họ giúp chúng tôi. Về phần Vưu Hữu Chánh, sau 5 ngày đi công tác ở Quảng Ninh, việc đầu tiên Chánh làm khi về Hà Nội là đến thăm mộ vợ. Mục đích thực sự của hắn là xem có gì bất thường trong thời gian hắn đi vắng hay không. Thế nhưng đã lường trước được tình huống, nên ngay sau khi thực hiện khám nghiệm tử thi, đội khai quật đã khéo léo bố trí lại y hệt như cũ. Do vậy, khi không thấy có gì khả nghi, Chánh rất yên tâm rằng việc làm của mình không thể bại lộ. Về viện, Chánh vẫn tiếp tục kê đơn thuốc cho bệnh nhân với Linker Fuller nhằm cố gắng thu đủ số lượng Linker Fuller để đối phó với cơ quan điều tra. Thế nhưng, dù có dùng thủ đoạn gì đi chăng nữa, hắn không thể biết rằng tội ác của mình sắp sửa bại lộ. Trong khi đó, tại phòng kiểm nghiệm độc tố của Cục Quân y, công tác kiểm nghiệm được thực hiện nghiêm ngặt, chuẩn xác theo đúng quy trình và quy định. Mặc dù đã nắm được âm mưu thủ đoạn của Vưu Hữu Chánh, song từng ngày, đồng chí Nguyễn Quang Phòng và những người đồng đội của ông cũng không tránh khỏi cảm giác chờ đợi hồi hộp, bởi đây là khâu quyết định để vạch mặt kẻ thù ác đang khoác lên mình chiếc áo blue trắng cùng với vẻ tự hoàng đạo mạo. Xem thử thuốc độc bay hơi. Đấy, thì không có thuốc độc bay hơi. Ông thử về xem nó có mã tiền strychnine không. Thì không có phải là mã tiền, không có mã tiền. Nhưng mà gửi sử đến cái thạch tín thì như thế là hoàn toàn là một cái là với cái số lượng như thế này thì bệnh nhân không thể nào mà thoát chết được. Như vậy là mọi nút thắt đều đã được tháo gỡ. Bằng chứng quan trọng nhất, chuẩn xác nhất đó chính là kết quả xét nghiệm chị Nhật đã bị nhiễm độc nặng của thạch tín dẫn đến tử vong.
hoàn toàn trùng khớp với những mối nghi ngờ và thông tin trước đó về việc làm và hành động của Vũ Đức Tránh. Hà Nội ngày 15 tháng 2, năm 1982, do đại phát tổ chức, ấy vào đó trước túi nó mọi chuyện đấy đầy kia bây giờ công an ta để điều tra mọi chuyện rồi và ấy như thế này thì anh chỉ có cái việc này thú nhận thôi. Trước những bằng chứng xác thực đầy đủ của cơ quan điều tra, Vương Hữu Tránh đã phải cúi đầu nhận tội. Do cuộc sống gia đình có nhiều mâu thuẫn, muốn được giải thoát khỏi cuộc sống hôn nhân với vợ, Tránh đã sử dụng kiến thức y khoa của mình để đầu độc chị Nhật. Hắn đã mưu mô tính toán mọi đường đi nước bước, hòng che đậy mọi tội lỗi một cách hoàn hảo sau chiếc áo blue trắng, và yên tâm rằng lực lượng công an, những người không thông thạo kiến thức y khoa như hắn sẽ rất khó để khám phá ra vụ án. Người phụ nữ quê ở Đại Từ, Thái Nguyên được cho là có mối quan hệ với người chồng là Triệu Văn Hải. Một mặt được mời về cơ quan điều tra để tìm hiểu xem trước và sau khi xảy ra vụ án có liên lạc gì với Hải hay không. Mặt khác, ban chuyên án cử một tổ công tác đi xác minh thời gian mà cô gái đó đã khai nhận có khớp với thực tế không. Và tổ công tác ở Thái Nguyên lại báo về cô gái này có gặp Hải cách đây 4 tháng nhưng lại đòi khoản tiền Hải cầm trước đây với lời hứa sẽ xin việc cho cô nhưng không được. Và hiện giờ vẫn còn nợ khoảng 40 triệu nữa chưa trả lại. Như vậy, bằng phương pháp loại trừ, cơ quan điều tra đã loại cô gái ra khỏi diện nghi vấn. Trong lúc tung tích của Hải và Hiếu vẫn chưa tìm ra, thì ban chuyên án nhận được thông tin từ các giám định viên của phòng kỹ thuật hình sự đã giám định chữ viết đặc quyền sổ đó và chữ viết của Triệu Văn Hải là một. Và những vệt máu để lại hiện trường là máu người, cụ thể là máu nữ giới. Sau khi xác định là cái tài sản tại gia đình ấy, tại chỗ ấy, thì thấy đồ vật của vợ hầu như còn nguyên vẹn, kể cả đôi dép đang đi rồi quần áo ngày thường đang mặc vẫn còn nguyên. Tài sản không xê dịch mà chỉ có mỗi cái xe máy bị mất. Thế còn riêng về anh Hải thì có vẻ là một số đồ đạc đã được mang đi theo. Đấy, thế thì chúng tôi khẳng định rằng là cái người đi mang theo đồ đạc thì phải là cái vật dụng người ấy cần. Mà vật dụng cần của ai thì người ấy là người còn sống, đúng không? Thế còn cái người là còn nguyên đồ đạc thì phải là người đã chết. Thì như vậy khẳng định là cô vợ đã bị giết. Từ những tài liệu thu thập được, ban chuyên án nhận định đối tượng tình nghi số 1 là Triệu Văn Hải và nạn nhân là Đặng Thị Hiếu.
Sau khi gây án xong, đã dùng chiếc xe máy Way Alpha màu xanh ngọc mang biển kiểm soát 11U101266 mang xác đi phi tang, sau đó làm phương tiện bỏ trốn. Từ nhận định trên, ban chuyên án đề nghị phân công lực lượng ngay tại chỗ kết hợp giữa công tác xác minh, lấy lời khai hàng xóm, người thân của Hải, Hiếu. Đồng thời xác minh các mối quan hệ xã hội của hai vợ chồng ở các huyện và tỉnh khác nơi mà Hải có thể lẩn trốn. Mặt khác, huy động toàn bộ lực lượng truy tìm tung tích của Hiếu tại khu vực đồi núi vắng vẻ và dọc hai bên bờ sông Bằng. Luận mà Hải nói, người dân nói nhận xét thì là Hải đã phân xác vợ thì cũng buộc trong cái khu vực tổ 12, 13, phường đồi, vùng đồi, ao, hồ, tổ 12, 13, phường Sông Hiến cũng như bãi Tha Ma thuộc tổ 10, tổ 30 ở Đà Tòng cũng như các dọc đường toàn bộ đường 58m đang thi công thì chúng tôi gần như là anh em dàn trải ra và đi xuống những cái từng cái ụ đất cũng như là bất kỳ một cái bao tải hoặc là những bao tải mà người ta chôn xác động vật chúng tôi đều bới ra và tìm. Khối lượng công việc khổng lồ, huy động lực lượng công an thành phố, công an các huyện lân cận như Hòa An, Phục Hòa, nơi có dòng sông chảy qua. Tuy nhiên kết quả thu lại chưa có gì khả quan, tung tích của chị Hiếu vẫn chưa tìm thấy. Vào hồi 16 giờ ngày 1 tháng 9 năm 2018, ban chuyên án đã tiến hành họp, đưa ra các nhận định đánh giá về khả năng lẩn trốn của nghi phạm và cử các tổ công tác theo dõi và chốt chặn các vị trí. Giả thuyết thứ nhất, Hải sinh ra và lớn lên tại bản xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Do thông thạo địa hình, khả năng sau khi gây án có thể Hải lẩn trốn về khu vực rừng núi và hang động tại bản Giả thuyết thứ hai, Hải từng có thời gian học và tốt nghiệp tại trường Đại học Y Thái Nguyên, nên có nhiều bạn bè ở các tỉnh từ Thái Nguyên, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Đắk Lắk và một số bạn bè quốc tế như Lào, Campuchia. Sau khi gây án, có thể Hải tìm đến những mối quan hệ này để lẩn trốn. Alo, hình sự Thái Nguyên ạ. Chào nhé. Nhờ các đồng chí hình sự ở Thái Nguyên anh làm cho mấy cái nội dung khẩn cấp luôn đấy là giám sát ngay, đề nghị cả công an thành phố nhé, huy động tất cả công an các phường để kiểm tra tất cả quán trọ, nhà nghỉ cũng như là các cái mối quan hệ tại các cái nơi mà đối tượng nó đến. Đồng chí ở dưới đó sẽ phối hợp với anh em chúng tôi ở trên này một cách chặt chẽ về trường làm chính xác và đầy đủ các cái tài liệu liên quan đến việc này. Đây là một vụ án rất là nghiêm trọng để đồng chí quan tâm phối hợp vào. Tổ công tác tiến hành phối hợp với công an các tỉnh, thành phố trên xác minh các mối quan hệ bạn bè, xã hội của Hải, những nơi đối tượng Hải có khả năng lẩn trốn. Trong lúc đang tập trung xác minh những mối quan hệ như thế thì nhận được nguồn tin có giá trị từ cơ sở và ban chuyên án thì bảo khả năng đối tượng lại có chiều hướng di chuyển chạy trốn vào thành phố Hồ Chí Minh, vào những tỉnh miền Tây, Kiên Giang, đấy là Lao Bảo, vì ngay tại hiện trường cũng có một cuốn sổ ghi lại địa chỉ của một người bạn, anh bạn ở bên Lào cơ. Thế là ngay sau đó thì mũi trinh sát chúng tôi thì lập tức là nhận đi theo cái thông tin đấy. Một tổ công tác đặc biệt trên đường bay vào thành phố Hồ Chí Minh. Giữa biển người bao la, việc xác minh đối tượng hiện đang trốn ở đâu gặp muôn vàn khó khăn. Một mặt không thông thạo địa bàn, mặt khác chỉ cần sơ hở đánh động, đối tượng sẽ cao chạy xa bay. Qua công tác phối hợp, ban chuyên án xác định ngày 3 tháng 9 năm 2018, Hải có xuất hiện tại một điểm thuộc quận 10 thành phố Hồ Chí Minh, sau đó di chuyển liên tục. Tổ công tác đã phối hợp với công an một số tỉnh lân cận rà soát toàn bộ nhà nghỉ, khách sạn, cửa khẩu cùng với tất cả các mối quan hệ mà Hải có thể lẩn trốn. Tuy nhiên, không tìm thấy Hải. Nhiều khả năng Hải đã di chuyển ra Bắc để trốn tránh sự truy tìm của cơ quan công an. Địa bàn của Hà Nội đông,
do vậy đối tượng rất lẩn trốn. Đến ngày mùng tuy nhiên là cái nguồn tin đó là nguồn tin sáng nhất, thì chúng tôi vẫn nhận định rằng là Hải vẫn còn lẩn trốn quanh đây chứ không đi được xa cả. Bởi vì tất cả các cái trước đó thì chúng tôi đã trao đổi thông tin với tất cả các đồn biên phòng của các tỉnh biên giới, bao gồm như Lạng Sơn, Quảng Ninh và Cao Bằng, để phối hợp tuần tra kiểm soát. Nếu mà phát hiện các cái hiện tượng lạ, con người lạ thì sẽ tiến hành truy xét. Cho đến chiều tối ngày 17 tháng 9 thì chúng tôi xác định là Hải có mặt tại khu vực bến xe Mỹ Đình. Chúng tôi cũng cử theo dõi. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 11 giờ ngày 7 tháng 9 năm 2018, ban chuyên án nhận được thông tin có giá trị từ trinh sát xác định được Hải đang xuất hiện và liên tục di chuyển tại khu vực quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Thời điểm này có thể bắt Hải ngay để đấu tranh. Song để đảm bảo mọi yêu cầu đặt ra, an toàn cho người dân xung quanh, vì vậy mà đồng chí trưởng ban chuyên án đã chỉ đạo khi nào Triệu Văn Hải dừng chân tại địa điểm như nhà nghỉ, khách sạn thì lúc đó mới được bắt đối tượng. Và việc bắt phải đảm bảo an toàn. Và lúc này mọi di biến động của Hải đều nằm trong tầm kiểm soát của tổ công tác. Vào hồi 19 giờ ngày 17 tháng 9 năm 2018, ban chuyên án tiếp tục nhận được thông tin xác định Hải đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên phố Trần Duy Hưng, đường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Phương án bắt đối tượng Hải nhanh chóng được ban chuyên án tính toán kỹ lưỡng, đảm bảo an toàn, nhanh gọn, bí mật, bất ngờ. Báo cáo sếp, đã rõ chỗ đối tượng ẩn nấp. Thứ nhất là đảm bảo yếu tố bí mật. Thứ hai nữa là chúng ta sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối. Bàn đi tính lại rồi cho phương pháp cử chủ nhà nghỉ lên để thay cái điều khiển điều hòa. Sau lần thứ nhất với lần thứ hai tiếp tục lên yêu cầu nhà nghỉ lên và nói là cái điều khiển phòng này và yêu cầu thay khiển điện sử dụng khác được. Thì khi mà chủ nhà nghỉ lên cầm cái điều khiển đó rồi, cái lượng trinh sát tham gia đã bám sát nó. Mà cửa vừa mở ập vào và kịp thời điều chế bắt được tên Hải. Trước những tài liệu cơ quan công an thu thập được, Triệu Văn Hải đã khai nhận. Trưa ngày 30 tháng 8 năm 2018, sau khi từ cơ quan đi trực về, Hải cùng với vợ là chị Đặng Thị Hiếu ăn cơm xong. Hai người có xảy ra mâu thuẫn, sau đó Hiếu có dùng dao tiến đến Hải và dọa cắt cổ quý của Hải để Hải đỡ phải đi lăng nhăng. Thế vậy, Hải liền xông tới đẩy Hiếu ngã ngửa, đập đầu xuống đất, đấm đá, đạp lên ngực và dùng tay bóp cổ vợ cho đến chết. Sau khi biết Hiếu đã chết, Hải lấy giấy bút và viết lại mấy chữ mệt ngoạc với nội dung là chính tay Hải đã dùng tay bóp cổ vợ đến chết. Thấy xác Hiếu đã cứng, Hải lôi vào nhà vệ sinh để rửa máu. Tiếp theo, Hải dùng dây giày thể thao buộc, kéo gập chân người của Hiếu lại, cho vào bao tải đựng chăn. Rồi dùng chiếc xe máy Way Alpha của Hiếu đưa đến cầu sông Mãng thuộc địa phận phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng để vứt xuống sông. Sau đó Hải dùng chiếc xe máy Way Alpha làm phương tiện bỏ trốn.
và đến sáng ngày 31 tháng 8 năm 2018, Hải đã đem bán chiếc xe máy trên cho một hiệu cầm đồ thuộc phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Cạn với giá 11 triệu 500 ngàn đồng. Hải dùng số tiền trên để phục vụ cho việc lẩn trốn, cho đến thời điểm bị phát hiện, bắt giữ sau 8 ngày lẩn trốn. Giờ bùng dậy ngẩng đầu lên thì thấy hắn cầm cần còn con dao xuống như thế, cầm con dao bên này xuống bực bực như thế. Mình bảo, ôi dồi cái cô này làm kiểu nào thế thì mình cũng biết, thì cũng không kiềm chế, không biết gì nữa. Thì vùng dậy lên thì phi ra cửa thì cửa đã đóng hết rồi thì không ấy. Thì hắn bực về ngay đằng sau này thì em quay lại đẩy mạnh một phát. Thế hắn ngã ngửa xuống thì em mới sốc người lên trên kia em mới tay vào lấy cái khăn mặt để về lau cái máu đi lại thấy chảy ra lấy khăn mặt thì em mới cho lôi vào trong bên trong, em ấy xúc nách vào bên trong cái nhà vệ sinh đi, thấy lấy cái nước này về lau xong thả xuống kia, mềm nhún rồi, mà lúc kia em ấy phát hiện là chết thật rồi. Việc bắt giữ được thủ phạm Triệu Văn Hải là thành công bước đầu của chuyên án, nhưng nếu không tìm thấy thi thể nạn nhân sẽ gây khó khăn cho công tác điều tra, truy tố, xét xử. Do vậy, nhiệm vụ quan trọng tiếp theo của ban chuyên án là bằng mọi biện pháp huy động tối đa lực lượng, phương tiện truy tìm tung tích nạn nhân Đặng Thị Hiếu. Thời điểm Hải khai ném xác vợ xuống cầu sông Máng là thời điểm mưa lớn kéo dài, nước sông lên cao. Các đơn vị đã tổ chức hàng chục lượt thuê xuồng bè mảng, thợ lặn truy tìm nhiều đợt, nhiều lần, nhiều ngày. Tuy nhiên vẫn chưa tìm được thi thể nạn nhân. Tiếp tục, các điều tra viên đã quay lại tại trại giam công an tỉnh Cao Bằng, nơi tạm giữ đối tượng Triệu Văn Hải, để một lần nữa xác minh lại đặc điểm nhận dạng của loại bao tải mà y đã nhét xác chị Hiếu vào trong đó. Tại đây, Hải xác nhận y đã nhét chị Hiếu vào chiếc bao tải sắc rắn màu đen có khổ 80x120cm. Bao tải thì em đổ quần áo, đổ chăn màn ra, xong em mới lấy xác Hiếu vào đấy. Em nhớ là còn lấy vào dài không được thì em biết là con người gập vào được, gập chân vào được, thì em gập vào, vập con người vào. Trong đêm mới cho vào trong bao tải, như thế là cũng bao tải hình màu đen, em không nhớ là hình có như thế nào, hoa văn là không biết, nhưng mà em nhớ là cái bao tải là màu đen. Sau khi nhận được thông tin, một lần nữa tổ công tác truy tìm xác chị Hiếu phối hợp với công an thành phố Cao Bằng, công an huyện Phục Hòa, công an huyện Hòa An, cảnh sát phòng cháy chữa cháy dùng xuồng mảng ra giữa dòng sông Máng để tìm kiếm chiếc bao tải mà y đã ném xuống sông. Cano không thể đi qua được vì chỗ đấy là thác gành, và cái kinh nghiệm sông cũng như cano và xuồng cao su là không xuống được vì cái chỗ đấy là những cái thác của và bãi soi đá ngầm, nếu mà đi cano thì nó sẽ thủng, nên buộc là anh em phải dùng chống mảng thì phải nhờ người sông nước thì mới làm được. Chống mảng đi dọc toàn bộ tất cả các hai bên bờ sông, bới toàn bộ tất cả những cái bao tải mà người dân người ta ném xuống, từ bao rác cũng như xác động vật, và lên các bãi soi cũng như là kinh nghiệm sông nước của một số người trải lưới mà chống bài bảo giúp chúng tôi, những cái nơi nào nước quẩn, những vực mà quẩn hay quẩn các xác chết hay ở lại thì chúng tôi đều lên. Nhưng do cái thời điểm đó là nó có 3 con lũ lên rất cao, thời điểm khi Hải gây án cũng là con lũ rất cao, dẫn đến công tác truy tìm khó khăn. Đến từ ngày 31 tháng 8 cho đến ngày 27 tháng 9 thì chúng tôi áp dụng rất nhiều biện pháp truy tìm, trong đó cả thuê người lặn dưới nước, tìm ven bờ, tìm dọc từ Hòa An theo dòng sông bằng từ Hòa An xuống đến Phục Hòa thì đều không phát hiện cái gì cả. Vì vậy, ban chuyên án nhận định nhiều khả năng thi thể của nạn nhân đã bị nước lũ cuốn trôi sang địa phận Trung Quốc. Và ngay lúc này, có một thông tin xuất hiện trên mạng xã hội. Có một cái nội dung, cái tít bài đăng từ tiếng Trung Quốc dịch sang tiếng Việt do một người ở Lạng Sơn, là nữ, phát tán trên mạng xã hội ở Lạng Sơn. Rồi sau đó được câu like về Cao Bằng, nói về nội dung rằng là tại Sùng Tả, Trung Quốc phát hiện một thi thể nữ giới. Kết quả khám nghiệm ban đầu của công an Trung Quốc xác định đây là nạn nhân của anh sự. Và bên phía Trung Quốc đang có cái yêu cầu là truy tìm, xác định nhân thân và tung tích nạn nhân. Khi nắm thông tin này thì chúng tôi đã xin ý kiến chỉ đạo ban đốc và trưởng ban chuyên án để tiến hành các bước tiếp theo. Nhận được thông tin trên ngày 4 tháng 10 năm 2018,
ban chuyên án đã cử một tổ công tác mang theo mẫu ADN từ mẹ đẻ của nạn nhân Đặng Thị Hiếu nhằm phục vụ công tác giám định. Tại buổi làm việc với công an Trung Quốc cho biết, tử thi là nữ giới, khoảng 30 tuổi, cao 1m55, mặc váy màu hồng tím. Thời gian chết từ khoảng 1 tháng trước, được phát hiện bên bờ sông Kỳ Cựu, thị trấn Kỳ Cựu, huyện Cù Thuy, thành phố Sùng Tả, Trung Quốc. Tử thi được phát hiện trong bao tải có dây buộc bao là loại dây sạc điện thoại. Từ những thông tin tài liệu mà phía công an Trung Quốc kết hợp cung cấp với kết quả điều tra của ban chuyên án cho thấy, tử thi này có đặc điểm, hình dáng, đồ vật cá nhân có nhiều điểm tương đồng với chị Đặng Thị Hiếu. Và ngày hôm sau, công an Trung Quốc thông báo kết quả giám định ADN là trùng khớp với mẫu so sánh là mẹ của chị Hiếu. Mỗi vụ đều có tính chất phức tạp riêng. Đấy mà cái với tinh thần quyết tâm cao của tôi là đã án mạng xảy ra thì phải quyết tâm mà tìm ra thủ phạm. Thì riêng đối với vụ án này, tôi thấy rằng là cái cơ bản nhất là người ta phải làm tốt cái khâu bảo vệ hiện trường, để làm rõ tìm được cái dấu vết tại hiện trường. Quá trình chỉ đạo của tôi là xác định cái hướng điều tra, xác định hướng điều tra là cái cơ bản nhất. Sau đó là cái hoạt sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và các lực lượng, mà trong đó có sự phối hợp chặt chẽ của các cục nghiệp vụ, tức là có cục C02 tại phía Nam Bộ Công an và cục C04 Bộ Công an để hỗ trợ về các kỹ thuật nghiệp vụ để tôi theo dõi trong hành trình. Thì kinh nghiệm tức là có sự phối hợp đồng bộ giữa các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và nhất là công an địa phương, chúng ta huy động tổng lực và áp dụng nhuần nhuyễn các cái biện pháp nghiệp vụ chúng ta đã được học và được trang bị, và thực tiễn chúng tôi đã khám phá thành công vụ án này. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại trung tâm thành phố Cao Bằng, thu hút được nhiều sự quan tâm của quần chúng nhân dân, gây tâm lý hoang mang, lo sợ, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Với nỗ lực cố gắng của các đơn vị tham gia ban chuyên án, đã điều tra khám phá thành công vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng, bắt giữ được thủ phạm gây án. Vụ án đã được khẩn trương tích cực làm rõ, góp phần trấn an dư luận trong quần chúng nhân dân. Tôi thấy ở đây, trước tiên là chúng tôi nghĩ rằng có một bác sĩ đến đây thì rất là mừng, bởi vì mừng tại sao dân chúng ở đây là những khi ốm đau thì được nhờ. Nhưng không ngờ sau sự việc đấy nó lại xảy ra như này, chúng tôi rất là buồn, không biết nói gì hơn. Để chỉ có nhờ cơ quan chức trách đến, thì từ đó trở đi thì chúng tôi biết hiện tượng như thế này thì chúng tôi đỡ lo hơn. Giờ đây trong trại tạm giam công an tỉnh Cao Bằng, Triệu Văn Hải đang chờ từng ngày để đứng trước vành móng ngựa nghe tòa tuyên án. Chỉ vì một phút nóng giận nhất thời, mà hắn đang tâm hạ sát người vợ từng đầu ấp tay gối với mình. Hắn đã đánh đổi tương lai sự nghiệp đằng sau những tấm song sắt, để lại nỗi tủi hổ cho bậc sinh thành của hắn và cả vết thương đau đớn cho gia đình nạn nhân. Nhiều người tưởng rằng đối với tất cả những ai đã từng trải qua một lần đò, họ sẽ hiểu được giá trị của cuộc sống, của tình yêu, chín chắn trưởng thành hơn trong tình cảm, trong mối quan hệ vợ chồng. Nhưng khi vội vàng tìm đến tình yêu mới chỉ như sự khỏa lấp, chống trải cho cuộc đời thiếu cẩn trọng, thì bi kịch sẽ lại đến, thậm chí đau đớn hơn.